Wow. Ừ. Là gì đây ạ? À? Nhân nó như cái bụng cái gầy ấy nhỉ? Ủa. Là gì đây ạ? À? À thôi, ấy. Nhìn khiếp quá. Ấy ừ, khiếp quá. Tôi không? Tôi à? Để em xem. Nó cục trán này nó rửa rồi à? Ôi ồ. Cứ chuẩn thuế cả ra cả. Đi khỏi phải ăn cơm. To lắm, thằng đang quay video tỉa cho chú xem. Cái ta đang phỏng vào mặt. Cái túi to đấy à. Cho con mở điện thoại. Trời ơi. Túi bã nó thế này nè. Ông bạn bảo là ra chúc ông ấy chích ông bạn ở viện mà. Thứ hai bảo nó thảo chích được cái visa nó hở đi rồi. Nó chích được mà. Ao. Nhiều thế nhỉ. Đây lãnh già lắm. Lắm lúc cái mùi của tố như là cái bếp bật mổ đi cái hai con trao nó khỏe. Chưa lên lần gà. Xôi mới hết. Này cắt cả cái túi của nó đi không nó lại nên ý. Cả cái túi bọc rồi nhé. Đây trước một cái này. Rồi. Mổ rồi này. Cái thưa. Sợ tôi mổ ghê gớm này nhỉ. Cái này nhiều người bị chứ. Cái vẻ của nó là dính dính ra đâu thì dạ. Cái vẻ bọc của nó là dính dính ra thì không. Rồi đây nó có chân, mình cắt chân đi là được. Có khi mọi người thấy kinh không ai dám xem. Cái đấy nó có anh trai nhá, anh trai cắt chứ đấy. Anh Dũng đúng không ạ? Cái anh thì cắt cái anh nặng. Đẹp là bọn. Cái này không phải là những trường chừng. Bạn tình tập 12 bán xôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.